chứ không phải ủng hộ. Tại chùa Pô Thi Sông Rôn, quận Ô Môn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn chư Tôn Đức và bà con dân tộc Khmer động viên con em tích cực học tập cả chữ quốc ngữ lẫn ngôn ngữ Pali, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, chung sức lao động sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Nhân dịp Tết cổ truyền cho Trân Nam Thơ Mây, đoàn tặng quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, chùa Pô Thi Sông Rôn, chư Tôn Đức, quý tăng sinh và các hộ gia đình Khmer tiêu biểu tại thành phố Cần Thơ. Đoàn đã đến thăm và tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại chùa Côm Pông, chùa Âm và chùa Chốt Cớt, thăm và tặng quà gia đình cán bộ hưu trí tiêu biểu, quà Tết đến gia đình chính sách, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Khmer và hộ Khmer khó khăn xã Đà Lộc. Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, luôn đồng hành cùng địa phương tích cực chăm lo, hỗ trợ nhân dân và Phật tử vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Hầu A Lành mong muốn chư Tôn Đức và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, chung sức đồng lòng cùng toàn dân xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Báo cáo tại phiên họp, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Ban Kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong 5 năm qua, Phật giáo tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội. Đại diện các cơ quan, ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đánh giá cao những thành quả mà Phật giáo tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh và ổn định cuộc sống người dân. Ông mong muốn đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 của Phật giáo tỉnh cần chú trọng chọn nhận giữ đức hạnh tốt, uy tín, năng lực làm việc và sức khỏe. Sau khi ghi nhận các ý kiến, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã đưa ra ý kiến kết luận, trong đó đề nghị chư Tôn Đức Ban Trị sự cần tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Đối với công tác chuẩn bị đại hội Phật giáo cấp tỉnh thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cần chuẩn bị hai nội dung chính. Thứ nhất là văn kiện đại hội đánh giá lại hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua. Văn kiện cần thể hiện được các thành tích đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục. Thứ hai là nhân sự. Nhân sự có được chuẩn y tốt thì đại hội mới thành công. Cái hoạt động Phật sự của Tăng Ni Phật tử Bà Rịa Vũng Tàu hoạt động rất tốt trong cái nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong cái thời gian mà chống dịch bệnh Covid-19, là đánh giá rất cao những cái đóng góp của tăng ni Phật tử trong cái sự nghiệp đoàn kết trên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia đóng góp vào cái việc phát triển kinh tế xã hội để chung tay xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển vượt bậc và bền vững. Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết, Trung ương Giáo hội sẽ cử chư Tôn Đức cùng tham gia giúp việc chuẩn bị Đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên cơ sở phát huy nội lực địa phương, đảm bảo tinh thần hòa hợp, đoàn kết phát triển giáo hội. Chiều hôm qua ngày 6 tháng 4, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Đoàn Ban Tôn giáo tỉnh cùng chư tăng ni các tự viện đã đến dâng hương, tưởng niệm và tri ân công đức của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên. Sinh năm Mậu Thìn 1928 tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch ngày 7 tháng 3 năm Tân Sửu tại chùa Đạo Nguyên, trụ thế 94 năm với 65 hạ lạp. Cuộc đời của ngài là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời, lãnh đạo tăng ni, Phật tử, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xiển dương đạo pháp. Tối cùng ngày, tại chùa Đạo Nguyên đã diễn ra lễ hoa đăng tưởng niệm và công chiếu bộ phim ký sự tài liệu về cuộc đời và đạo nghiệp của cố trưởng lão Hòa thượng. Bộ phim mang tên Theo Bước Chân Thầy có thời lượng gần 2 tiếng, mang giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện sống động về cuộc đời và đạo nghiệp bậc chân tu khả kính nơi mảnh đất miền Trung.